mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình làm một cái video ngắn cho các bạn biết là mình giải nhiệt chống nóng cho gà nhà mình. Khi mùa hè nhiệt độ nó lên đến 40 độ C là như thế nào nha các bạn nhé. Mời các bạn theo mình. Đây này các bạn này. Đây là vitamin C 35%. Đấy. Tầm trưa là mình phải pha cho gà nhà mình uống để giải nhiệt, chống nóng cho gà nhà mình khi nhiệt độ nó lên đến 40 độ C nhé các bạn nhé. Xong C rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ việc xách vào cho gà uống thôi là xong các bạn.
công việc pha xe cho gà nhà mình uống để chống nóng giải nhiệt đã xong. Xin chào mọi người, xin dừng video tại đây. Mong mọi người xem video mình thấy ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.